Cố Cẩn Xuyên về nước, mang theo một vầng hào quang sáng loáng của phố Wall, với thân phận là nhà đầu tư đầy tài năng. Ngay tại buổi phỏng vấn, anh bộc bạch tình cảm đơn phương đã lâu của mình trước mọi người. 10 năm, đó là thời gian anh thầm yêu một cô gái. Sự tương phản cực độ của vị doanh nhân tài ba này lập tức làm dậy sóng mạng xã hội. Cư dân mạng tìm ra thông tin anh từng theo học tại một trường chuyên quốc gia cách đây 10 năm. Tình cờ làm sao, nữ diễn viên nổi tiếng Giang Yến cũng tốt nghiệp từ trường này. Chưa đầy nửa tiếng sau, Giang Yến đã đăng lên mạng xã hội một dòng trạng thái: bạn học cũ đã lâu không gặp. Thế là toàn bộ mạng xã hội ngập tràn người chèo thuyền ghép đôi nhà đầu tư hàng đầu và nữ minh tinh quyến rũ. Họ là nhân vật chính, còn cô chỉ là mảnh vụn của câu chuyện. Mãi sau này Từ Sở Vân mới biết, Cố Cẩn Xuyên 17 tuổi đã từng viết cho cô một bức thư tình, thậm chí đợi cô cả đêm dưới trời mưa to, mà cô năm ấy hoàn toàn không hề hay biết. Liệu chuyện tình mà hai người họ bỏ lỡ 10 năm trước, 10 năm sau có được viết lại? Câu chuyện tình 10 năm tỷ phú về nước tìm lại mối tình đầu hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để team truyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe truyện. Giang Yến vốn đã có độ nhận diện cao, tiếng tăm vang dội, bấy giờ cộng thêm hào quang cực lớn của Cố Cẩn Xuyên. Tin đồn tình yêu của hai người chỉ mới xuất hiện chưa đến nửa tiếng, đã lên thẳng mục tin hot. Có fan còn tìm thấy video biểu diễn của Cố Cẩn Xuyên và Giang Yến trong chương trình biểu diễn đón giao thừa thời trung học. Cố Cẩn Xuyên mặc lễ phục màu trắng, chơi đàn piano trên sân khấu. Giang Yến nhảy múa theo nền nhạc, vòng eo mềm mại kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, chẳng mấy chốc đã khiến video vọt lên xu hướng. Người hâm mộ cảm thán: đây là cốt truyện thần tiên gì vậy trời ơi, hai đỉnh cao đã lâu không gặp, giờ đây tái ngộ. Không chỉ cư dân mạng, ngay cả đài truyền hình nơi cô làm việc cũng có người phát cuồng vì những tin tức này. Từ Sở Vân im lặng nhìn màn hình, ngón tay không ngừng run rẩy. Chỉ có tôi để ý hai người bọn họ đều tốt nghiệp trường trung học chuyên quốc gia thành phố A hả? Trường đó có bao nhiêu thiên tài, không cần phải nói nữa ha. Cựu học sinh trải rộng khắp mọi tầng lớp, tất cả đều là đại gia. Trời ơi, phục sát đất luôn. Giang Yến là sinh viên nghệ thuật mà. Đừng xem thường sinh viên nghệ thuật nhá. Giang Yến bây giờ là cựu học sinh nữ nổi tiếng nhất của trường đó. Nâng giá trị của trường học lên không biết bao nhiêu lần đâu. Mắc cười chết mất. Đừng dắt vàng lên cô ta nữa được không? Cựu nữ học sinh nổi tiếng nhất của trung học số 1 thành phố A là Từ Sở Vân nha. Cô ấy là người dẫn chương trình vàng của bản tin tài chính đó. Thật sự không phủ khả năng liên tưởng của cư dân mạng. Tên của cô và trường cũ thế mà cũng bắt đầu hot trên mạng. Từ Sở Vân trung học số 1 thành phố A. Ngay cả đồng nghiệp của cô cũng đến hóng hớt. Sở Vân, em và Cố Cẩn Xuyên, Giang Yến đều là cựu học sinh luôn nè. Hâm mộ những học bá như các em ghê. Em có học chung khóa với họ không? Cô ấy suy nghĩ một lúc, tính toán thời gian. Hẳn là năm 2013 nhỉ? Khi đó em cũng đang học ở đó mà ha. Từ Sở Vân khi đó đương nhiên là học ở trung học số 1 thành phố A. Năm ấy cũng chính là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời cô. Năm 2013, cô từ thị trấn nhỏ thi đậu trung học số 1 thành phố A, trở thành tấm gương sáng chói trong mắt cư dân cả thị trấn, là người nổi bật nhất trong số hàng ngàn học sinh. Từ Sở Vân mang theo sự mong đợi của mọi người, bắt đầu bước lên chặng đường trung học. Nhưng khi đến xe buýt băng qua khắp mọi nẻo đường, chậm rãi tiến vào khuôn viên trường học, đến khi thật sự ngồi vào trong lớp và nhìn những khuôn mặt lạ lẫm xung quanh, trái tim cô vẫn nảy sinh cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Nhóm học sinh không ngừng nói về giày thể thao mới nhất năm nay, díu dít chia sẻ về kỳ nghỉ hè dài đầy thú vị. Những người khác thì kể lại trải nghiệm mùa hè của họ bằng tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Những khuôn mặt ấy tự tin tươi sáng, chủ yếu là học sinh địa phương đến từ 9 trường trung học cơ sở trong thành phố. Nhìn từng nhóm nhỏ túm tụm trò chuyện trong lớp, lần đầu tiên trong suốt 17 năm cô thấy lạc lõng đến thế. Trước đây bất kể đi đâu, đám đông đều vây quanh cô. Nơi cô sống không có những món đồ xa xỉ chưa từng nghe tới kia, càng không có những từ vựng tiếng Anh khó hiểu đó. Cuộc sống đơn giản nhưng rất vui vẻ. Cuộc sống của cô là cửa hàng bánh bao nóng hổi vào mỗi sáng sớm, là tô mì khô thơm lừng ăn cùng với rượu trứng, là đường phố nhộn nhịp, là nét hân hoan dẫu vất vả bận rộn trên mặt những người nông dân. Thế nhưng giờ đây, ngồi trong lớp học này, cô hệt như một kẻ lạc loài vậy. Nam sinh bên cạnh đột nhiên chào hỏi cô. Cậu đến từ trường nào thế? Nghe vậy lòng cô trào dâng sự vui vẻ, nói tên trường trung học cơ sở của mình, thầm mong sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Ai ngờ cậu ta lại nhíu mày. Chưa nghe bao giờ luôn, là trường trung học ở xã huyện nào vậy? Trung học số 1 năm nay còn chia suất học sinh cho trường của cậu à? Khóe miệng vừa cong lên của cô lập tức cứng đờ. Chỉ tiêu phân phối học sinh của trung học số 1 thành phố A đúng là rất ít khi đưa đến cho huyện thành xa xôi. Sau đó cậu ta tiếp tục giới thiệu, bảo mình là học sinh đến từ trường cơ sở trực thuộc tuyến chính của thành phố A. Nhưng cô không còn muốn nghe nữa, chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Học trường tuyến chính thì giỏi lắm chắc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô của khi ấy đã bị sự tự ti bao phủ từ đầu đến chân, chỉ biết khoác lên vỏ bọc lạnh lùng xa cách mà lẩn trốn sau những bức tường phòng vệ mình tự dựng nên. Cả buổi sáng ngồi yên một chỗ có hơi bí bách, cô đứng dậy pha một tách cà phê. Đến khi xoay người bưng về thì không cẩn thận đụng phải một bóng dáng cao gầy. Tất cả cà phê cứ thế đổ hết lên áo thun màu trắng của người đó. Từ Sở Vân ngẩng đầu, lắp bắp muốn xin lỗi. Thế nhưng chưa kịp nói lời gì thì đối phương đã mở miệng trước. Không sao đâu, bộ quần áo này mình giặt sạch là được. Chuông sắp kêu rồi, cậu về lớp học đi. Anh cười ôn hòa, nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh nắng ngày xuân. Ấn tượng đầu tiên của cô với Cố Cẩn Xuyên chính là như vậy. Sau này cô mới biết tên của Cố Cẩn Xuyên ẩn chứa ý nghĩa như thế nào. Là con cưng của ông trời, là ánh trăng sáng người người nâng niu, là có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài. Nội dung tiết học hôm ấy tham khảo từ một tạp chí tiếng Anh giới thiệu về hẻm núi Yalusinbu Grand Canyon. Quy tắc của lớp, bọn họ bắt đầu thay phiên nhau đọc văn bản. Người đầu tiên là người ngồi bàn đầu dãy ngoài. Các bạn học lần lượt đọc. Thấy sắp đến lượt mình, lòng bàn tay của Từ Sở Vân bắt đầu đổ mồ hôi. Từ Sở Vân lắp bắp đọc, phát âm thì kỳ cục. Trước đây khi còn học cơ sở, giáo viên không chú trọng sửa phát âm mà chỉ quan tâm xem điểm số có cao hay không. Thế nhưng bây giờ không giống vậy. Từ Sở Vân vừa mới mở miệng, trong phòng học đã vang lên tiếng cười trêu chọc, khiến cho mặt cô xấu hổ đỏ bừng, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. May mắn là giáo viên rất dịu dàng, mỉm cười dặn dò cô về nhà luyện tập nhiều hơn, sau đó cho cô ngồi xuống. Từ Sở Vân vừa đặt mông xuống ghế thì sau lưng vang lên một giọng đọc phát âm London tiêu chuẩn, lảnh lót như tiếng chim họa mi hót ngoài cửa sổ vậy. Nghe cô ấy đọc bài cực kỳ thoải mái. Cô ấy tên là Giang Yến, là phát thanh viên bộ môn tiếng Anh của đài phát thanh trường. Giang Yến là một ngôi sao trời sinh. Trong khi các cô gái đồng trang lứa còn đang lo lắng dáng người mập ốm, trăn trở vì mụn trứng cá, thì Giang Yến hệt như một tia sáng chói lọi. Dáng người cô mảnh khảnh, làn da mịn màng, khi cười rộ lên giống như là một đóa hoa hồng đang chớm nở vậy. Bạn cùng bàn của cô kể, gia đình Giang Yến và Cố Cẩn Xuyên có quan hệ thân thiết. Họ lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Bọn họ thật sự rất xứng đôi. Trong lớp học, giáo viên hỏi có ai đã từng đến Yalusinbu không? Cô nhìn những cánh tay đồng loạt giơ lên mà luống cuống tay chân. Năm ngoái, ba mẹ em đã dẫn em đi ạ. Khi còn bé em từng đến rồi, mẹ em còn đưa theo em đi trực thăng bay qua đó nữa. Từ Sở Vân càng nghe càng xấu hổ, thấy mình như một thằng hề đi lạc. Đang vội vàng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một người giống mình, thì cô vừa vặn nhìn thấy tay trái Cố Cẩn Xuyên hạ xuống. Giang Yến cũng nhìn thấy, cô tò mò hỏi. Cẩn Xuyên, cậu chưa từng đến đó sao? Không phải mẹ cậu bảo năm nào cũng đưa cậu đến tham quan trước những địa danh được nhắc đến trong sách giáo khoa à? Cố Cẩn Xuyên bình tĩnh mở miệng. Mình chưa đến đó, nhưng mình từng đến một địa danh cũng nổi tiếng không kém. Anh chớp mắt với cô, mỉm cười dí dỏm. Mình đã đến hẻm núi Vương Giả đó. Cả lớp nghe vậy cười vang, Từ Sở Vân cũng bật cười vui vẻ. Khoảnh khắc đó, đáy lòng Từ Sở Vân bỗng dưng nảy sinh một sự vui sướng khó tả. Ngày hôm đó, sau khi tan học trở về, Từ Sở Vân lập tức đăng ký một tài khoản game Vương Giả, không kết bạn với bất cứ ai. Cô đặt ID tài khoản là Cá Ao. Trì Ngư Tư Cố Xuyên. cá ao lại nhớ sông đầm thuở xưa. Từ Sở Vân giấu giếm rất kỹ, không một ai hay biết suốt 10 năm qua. Sở Vân, Sở Vân! Tiếng gọi thúc giục đánh thức cô trở về hiện thực. Từ Sở Vân nhìn xung quanh, rất nhiều đồng nghiệp đã túm tụm lại để nghe cô trả lời. À, họ muốn hỏi cô có học cùng khóa với Giang Yến và Cố Cẩn Xuyên không? Từ Sở Vân mỉm cười gật đầu. Đúng là chúng mình học cùng một khóa. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm công tác ở vị trí MC, cô dần dần quen với việc tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người, bất kể trong lòng cô nổi sóng dữ dội bao nhiêu. Thật sao? Sở Vân, em quá may mắn rồi. Có phải Cố Cẩn Xuyên thời còn học trung học rất đẹp trai phải không? Giang Yến nữa, hai người họ thích nhau sao không yêu đương? Là sợ bị giáo viên phát hiện hả? Họ còn đang muốn hỏi thêm thì thầy chủ nhiệm vui mừng đi tới. Các bộ phận chú ý, Cố Cẩn Xuyên đã đồng ý nhận phỏng vấn với đài của chúng ta. Thứ 6 tuần sau, Từ Sở Vân sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ này nhé. Tin tức này giống như là một quả bom, vừa ném ra lập tức khiến cho toàn bộ văn phòng nổ tung. Nào còn ai bận tâm đến những chuyện kia nữa. Cố Cẩn Xuyên rất ít khi nhận phỏng vấn. Lần về thăm cố hương đầu tiên của nhà đầu tư thiên tài đương nhiên là cực kỳ quan trọng. Đài bọn họ có thể được anh chấp nhận chính là thành tựu lớn nhất. Đồng nghiệp thậm chí còn phấn khích nắm tay cô. Sở Vân, có phải cậu ấy nể mặt em nên mới đồng ý không? Dù sao các em cũng là bạn học cấp 3 mà. Từ Sở Vân nhếch khóe miệng, vốn dĩ cô đâu có mặt mũi lớn đến thế. Sự bình tĩnh của cô bị nhiệm vụ này đánh cho tan biến. Từ Sở Vân vất vả chuẩn bị mấy ngày, đến khi ghi hình thì phía trên đột nhiên sắp xếp đổi thành vị tiền bối khác đến dẫn chương trình. Chắc hẳn là do họ chú trọng lần phỏng vấn này. Các đồng nghiệp nữ thân thiết với cô tỏ ra bất bình. Thế nhưng chỉ có cô biết, sự thay đổi này khiến cho cô nhẹ nhõm biết bao. Sau khi gặp lại Cố Cẩn Xuyên, anh bây giờ so với quá khứ không thay đổi nhiều lắm. Chẳng qua là dáng người cao thêm, rũ bỏ khí chất thời niên thiếu. Anh mặc một bộ âu phục màu đen, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng năm đó. Toàn bộ quá trình phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi. Cố Cẩn Xuyên cực kỳ phối hợp. Kết thúc buổi quay, tiền bối cảm ơn anh vì đã đồng ý tham gia phỏng vấn. Anh nhìn về phía cô, cười nhẹ nhàng. Anh quá lời rồi, tôi và Tiểu Vân là bạn cũ, có thể đến đây cũng là vinh hạnh của tôi. Lời anh nói vừa đúng mực vừa lễ phép, thế nhưng cô nghe xong thì sửng sốt cả người. Tiếng gọi đó khiến cho cô bỗng chốc như trở lại thời học sinh. Khi ấy anh cũng gọi cô như vậy. Tiểu Vân, phải nộp bài tập tiếng Anh rồi. Tiểu Vân, đại hội thể thao cố lên nhé. Tiểu Vân, đề thi cuối cùng trong bài thi toán cậu có tính ra không? Tiểu Vân, lần này cậu tiến bộ nhiều lắm đấy. Có công lao của mình muốn cậu mời mình uống trà sữa. Tiểu Vân, Tiểu Vân. Hình ảnh Cố Cẩn Xuyên trước mắt và trong trí nhớ của cô dần dần trùng khớp với nhau, khiến cho đáy lòng của cô rối bời. Từ Sở Vân hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén trái tim không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Sau buổi phỏng vấn, ngoài trời mưa to, Cố Cẩn Xuyên khăng khăng đòi đưa cô về nhà. Xa cách 10 năm, giờ đây hai người bọn họ ngồi trong một chiếc xe hơi, cách nhau chưa đến 1 mét, sự bi bách ngập tràn trong không khí. Cố Cẩn Xuyên chủ động lên tiếng. Thời tiết trong nước vẫn thất thường nhỉ? Mình nhớ trước đây thành phố A buổi sáng thường xuyên mưa lớn, buổi chiều lại bắt đầu nắng hanh. Thời tiết là một đề tài tốt, cô tiếp lời. Khói bụi ở thành phố B dày đặc, cậu mới trở về thì đừng quên mua máy móc lọc không khí nhé. Anh mỉm cười. Ừ, cảm ơn cậu đã nhắc mình. Cậu dẫn bản tin tài chính rất hay, rất xinh đẹp, phát âm cũng tốt. Lúc còn ở nước ngoài mình theo dõi không bỏ sót buổi nào. Từ Sở Vân nghe thế thì sửng sốt, vuốt vuốt tóc mái. Quỹ đầu tư mà cậu sáng lập đâu có tệ. Từ tháng trước đến giờ cổ phiếu vẫn không ngừng tăng trưởng. Mình còn mua mấy lần đấy. Khen ngợi xã giao là việc cô rất thuần thục. Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới trường hợp phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu này. Anh ngẩn ra nhìn cô. Cậu còn chú ý cái này nữa hả? Trái tim Từ Sở Vân đập thình thịch. Đó là quỹ cổ phiếu bên Mỹ. Cô đã nói quá nhiều. Không kịp nghĩ ngợi, cô cuống quýt giải thích. Cậu quên hả? Mình là người dẫn chương trình tài chính mà. Tin tức thị trường trong nước và ngoài nước mình đều phải tìm hiểu hết. Thật ra cô chưa từng bỏ sót bất cứ tin tức nào về Cố Cẩn Xuyên. Bất kể là cổ phiếu quỹ anh sáng lập tăng hay giảm, hoặc là anh thay đổi công việc, thăng tiến thế nào thì cô đều biết cả. Trong xe mở nhạc nhẹ nhàng, bên ngoài trời mưa tí tách. Một lúc lâu sau, Cố Cẩn Xuyên cất tiếng hỏi. Tiểu Vân, cuối tuần cậu có bận không? Có muốn cùng mình trở về thăm trường một chút không? Quay lại thành phố A, chỉ có cô và anh sao? Từ Sở Vân chần chừ mở miệng. Cuối tuần này mình... Đúng lúc này điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Từ Sở Vân ngượng ngùng xin lỗi, bấm máy nghe. Giọng nói của mẹ Từ truyền đến từ đầu dây bên kia. Tiểu Vân, con đừng quên buổi xem mắt cuối tuần này nha. Là dì Trần hàng xóm giới thiệu đó. Nghe nói điều kiện gia đình cậu ta rất tốt. Tiếng nhạc trong xe bỗng dừng lại. Giọng nói của mẹ Từ đủ lớn để cả hai người bọn họ đều nghe rõ. Mẹ Từ vẫn đang lải nhải. Con đừng có kén chọn nữa. Lớn tuổi rồi càng không dễ tìm. Cứ tìm một người phù hợp và đối xử tốt với con là được rồi. Từ Sở Vân qua loa lấy lệ đồng ý. Dạ dạ, con sẽ đến mà. Sau khi cúp máy, bên trong xe yên tĩnh lạ thường. Hình như cô luôn gặp phải Cố Cẩn Xuyên vào những khoảnh khắc khó xử nhất. Anh từng bắt gặp cô chật vật, nhìn thấu sự tự ti của cô. Bây giờ lại nghe thấy cô bị gia đình thúc giục kết hôn. Thật ra vừa rồi cô rất muốn đồng ý với anh. Tuy rằng cùng nhau trở về thăm trường cũ, du lịch trở lại chốn xưa mang đến cho cô sự tự ti và không cam lòng, thì cũng đồng thời tiếp thêm cho cô dũng khí, cho cô hy vọng. Cho Từ Sở Vân hiện tại đã thành công hơn, đến nói lời tạm biệt với chính mình trong quá khứ. Cảm ơn chính mình 10 năm qua, chưa một ngày nào ngừng nỗ lực. Thế nhưng cuộc gọi này lập tức đánh thức cô, khiến cô tỉnh táo nhìn nhận cuộc sống. Những mơ ước viển vông trong chớp mắt đều tan thành bọt biển. Cố Cẩn Xuyên vẫn là con cưng của trời, là ánh trăng sáng soi. Dẫu cho cô có không ngừng đuổi theo, không ngừng nhung nhớ, thì vốn dĩ không phải của cô. Sau 10 năm vẫn không thuộc về cô. Thanh xuân như đã qua nước chảy mây trôi, không cách nào níu giữ được nữa. Cố Cẩn Xuyên và Giang Yến sẽ tiếp tục mối duyên của họ, kết thúc 10 năm yêu thầm của anh. Cô cũng muốn tiếp tục tiến về phía trước, ví dụ như đến gặp đối tượng xem mắt vào ngày mai. Từ Sở Vân chỉ điện thoại. Xin lỗi, ngày mai mình phải đi xem mắt. Cố Cẩn Xuyên gật đầu, nhìn về phía trước, sau đó cười hời hợt. Ừ, mình biết rồi, để lần sau nhé. Xe dừng trước cổng khu dân cư. Cô vừa chuẩn bị xuống xe thì nghe anh gọi. Tiểu Vân. Từ Sở Vân ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy ánh mắt rối rắm của anh. Bàn tay Cố Cẩn Xuyên siết chặt vô lăng, chần chừ rất lâu mới mở miệng. Tối hôm đó, vì sao cậu không đến? Từ Sở Vân sững sờ nhìn anh, không hiểu anh đang nói tới điều gì. Cố Cẩn Xuyên nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô, cười khổ lắc đầu, không nói thêm nữa. Từ Sở Vân giữ cửa xe, đầu ngón tay trắng bệch, mơ hồ cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Cậu bảo gì cơ? Cố Cẩn Xuyên cười, sờ sờ mũi. Năm lớp 12, trước khi mình đi Mỹ, mình có viết cho cậu một lá thư, kẹp vào trong vở ghi chép của cậu. Thấy cô giật mình, anh nói tiếp. Thôi, dù sao cũng qua nhiều năm như vậy rồi. Cậu mau vào nhà đi, bên ngoài còn đang mưa. Từ Sở Vân cứng đờ, xuống xe một cách máy móc, ngay cả ô cũng quên lấy ra. Mãi đến khi vào trong nhà, ngồi trên sofa, trong đầu cô vẫn văng vẳng những lời Cố Cẩn Xuyên vừa nói. Cô thậm chí còn mong đợi, biết đâu nhân vật chính trong câu chuyện có thể là cô thì sao? Sẽ thế nào nếu cô không phải kẻ dư thừa bị bỏ lại? Đêm đã về khuya, nhưng trái tim dạo dực của cô không cách nào ngủ yên nổi. Toàn bộ đồ đạc cũ của cô đều để lại thành phố A. Nghĩ vậy, cô cầm điện thoại lên gọi cho mẹ. May mắn là mẹ Từ có thói quen thức khuya. Mẹ giúp con tìm sách vở năm lớp 12 của con. Dạ, mẹ cứ tìm hết một lượt nhé. Xem có quyển sách hay quyển vở nào cất đồ bên trong không? Được rồi. Đầu dây bên kia chuyển đến loạt soạt. Hẳn là mẹ Từ đứng dậy chuẩn bị đi tìm. Sau đó bỗng ối một tiếng. Chờ đã, nhóc con còn chưa nói là con muốn tìm gì mà. Từ Sở Vân dừng lại, giọng điệu trầm xuống, không kìm được run rẩy. Tìm một lá thư. Đêm đó tuy rằng mẹ Từ lục tìm hết tất cả sách vở của cô suốt thời trung học, thế nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ lá thư nào. 10 năm trôi qua, lá thư ấy có thể đã biến mất từ rất lâu trước đây. Quyển vở ghi đó mỗi ngày cô đều mở ra, biết bao ngày tháng mà vẫn không hề thấy bất cứ lá thư nào. Đêm đó cô trằn trọc mãi, đến nửa đêm mới bắt đầu mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô như trở về thời thanh xuân cấp 3, những ký ức phủ bụi bỗng chốc trở nên sống động hơn bao giờ hết. Trong kỳ thi thử đầu tiên của năm học, cô bị điểm kém tất cả các môn, chỉ đứng thứ 28 trong lớp, xếp hạng dưới 200 của cả khối. Thậm chí môn toán chỉ được hơn 40 điểm. Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, càng nghĩ càng giận, tự trách bản thân không đủ nỗ lực. Trong lớp có 30 người, cả khối chưa đến 300 người, cô gần như đứng bét bảng. Ngược lại, điểm số của Cố Cẩn Xuyên đứng nhất lớp, đồng thời xếp hạng nhất cả khối. Piano, thổi sáo, bóng rổ, thêm cả thành tích đứng đầu bảng xếp hạng, sự chênh lệch giữa cô và Cố Cẩn Xuyên hiện ra rõ rệt. Phong cách giảng dạy của trường trung học thành phố A khác với cách dạy học của trung học B mà cô theo học hồi cơ sở. Nếu nói trường cơ sở của cô ép học sinh vào khuôn khổ, quản lý nghiêm khắc, thì nơi này có cách giảng dạy sáng tạo hơn hẳn. Các bài giảng đa dạng, giáo viên cũng để cho học sinh có không gian tự do thoải mái. Trung học số 1 thành phố A thành lập rất nhiều câu lạc bộ, chương trình giảng dạy nhiều đến hoa cả mắt. Đối với cô, một học sinh đã quen được thầy cô theo sát hướng dẫn, học tập theo hướng truyền thống mà nói, thì thật sự là không dễ thích nghi. Nhận về bảng điểm lẹt đẹt, khiến cho cô càng thêm tự ti. Ngày nào cô cũng ngồi trong lớp, không dám ra ngoài với hy vọng rằng là không ai nhớ đến cô. Cả bạn học và thầy cô đều đừng ai để ý đến thành tích đáng xấu hổ của cô này. Giáo viên chủ nhiệm của cô là một giáo viên trẻ, rất nhiệt tình. Cô chủ động đến tìm cô, dịu dàng khích lệ. Mỗi học sinh đều có một phương pháp học phù hợp với mình. Có em sẽ học 1 hiểu 10, tự suy ngẫm và tìm ra sự cân bằng giữa việc học và vui chơi. Có em chỉ phù hợp với cách học truyền thống là tập trung vào nền tảng kiến thức cơ bản. Trường chúng ta không phân biệt bất cứ cách học nào. Cô giáo vỗ vỗ bả vai cô. Tuy rằng phương thức giảng dạy của trường không phù hợp với tất cả học sinh, nhưng chắc chắn trường chúng ta không tuyển người kém cỏi. Em hãy tin tưởng ánh mắt của phòng tuyển sinh trường ta nhé. Tiểu Vân, hãy cứ mạnh mẽ tiến về phía trước. Ngay cả trong mơ, cô vẫn có thể hình dung rõ ràng khuôn mặt của cô chủ nhiệm. Người giáo viên đã chỉ bảo cô suốt những năm tháng cấp 3, cũng là người luôn luôn cổ vũ cô, động viên cô cố gắng phấn đấu. Khi đó là tháng đầu tiên cô nhập học, cô đã dành ra một tuần đắm mình trong sự lo lắng và sợ hãi. Nhưng rồi cô dần dần nhận ra rằng không có ai châm chọc hay chê trách cô cả. Mọi người thậm chí còn giúp cô tóm tắt trọng tâm bài học, nhiệt tình hướng dẫn cho cô. Giang Yến sẽ giúp cô bổ túc môn tiếng Anh sau khi kết thúc công việc ở phòng phát thanh. Điều này khiến cô hổ thẹn khi trước đây từng ghen tị với cô ấy. Bạn cùng bàn kiêu ngạo vẽ lên dây nháp của cô. Cậu ấy viết rất nhanh, trôi chảy liền mạch, làm cho cô trợn mắt há mồm không phục. Đề này rất đơn giản nhá. Đầu tiên là rút gọn số này làm 2 lần. Cuối cùng áp dụng công thức là có thể ra được đáp án là căn bậc 3. Bạn học xung quanh nghe thấy thì ho nhẹ một tiếng, mới khiến cậu ấy ngừng lại. Cậu nhìn cô một cái, lại nhìn sang các bạn học khác, vò đầu bứt tai. Tớ không phải là cô ấy nói đề bài này dễ, tớ... Cô cảm nhận được dáng vẻ bối rối của cậu ấy, thì lên tiếng nói đỡ. Là do cậu thông minh. Cố Cẩn Xuyên cười mở miệng. Thông minh tuyệt đỉnh chứ còn gì. Bạn học kia lập tức gật đầu. Đúng. Sau đó sửng sốt một chút, đứng lên. Tuyệt đỉnh cái gì, Cố Cẩn Xuyên, cậu mau đứng lại cho tớ. Nhìn hai người đuổi nhau chạy tán loạn quanh lớp học, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chính vào khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ, bất kể sau này cô thành công thế nào, gặt hái được thành tựu to lớn ra sao, đều chỉ là cố gắng khiến cho bản thân mình trở nên xứng đáng với danh hiệu học sinh của trường cấp 3 số 1 thành phố A. Cô xốc lại tinh thần rà soát các bài thi, dùng phương pháp vụng về nhất ghi lại những lỗi sai đã phạm phải, nhắc nhở bản thân ghi nhớ. Thành tích của cô dần dần tăng lên sau các kỳ thi, mà người cô luôn ngưỡng mộ trước giờ chưa từng xuống khỏi vị trí hạng nhất. Có một lần Cố Cẩn Xuyên bị viêm ruột thừa, sau khi nằm viện trở về thi, mọi người đều trêu ghẹo, bảo lần này anh phải đành nhường vị trí đầu bảng cho hạng 2 thôi. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn vững vàng đạt được số điểm cao nhất. Vì anh đã phẫu thuật ruột thừa nên không thể tham gia các lớp học thể thao. Khi đó cô bị cảm lạnh nên cũng không tham gia được. Hai người bọn họ ngồi trong lớp học, Cố Cẩn Xuyên giảng bài cho cô trên bục giảng. Anh giơ tay phải lên, hí hoáy viết vẽ lên bảng đen, vẻ mặt dịu dàng lúc này xen lẫn sự tập trung nghiêm túc. Giọng nói của anh không lớn, nhưng giống như có một loại sức mạnh có thể nắm giữ trái tim cô, khiến cho cô vô thức đắm chìm trong đó. Khi ấy cô chỉ mong thời gian dừng lại ngay ở thời khắc này, để cô được cạnh ở bên anh lâu thêm một chút nữa. Thế nhưng điều ước ấy không thể thành hiện thực. Giang Yến không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ. Cô mặc váy ngắn đồng phục mùa hè, tôn lên dáng vẻ eo thon chân dài. Cô nghiêng đầu, mỉm cười đi vào. Cẩn Xuyên, không phải cậu nói muốn đi uống trà sữa sao? Lần này là cậu mời đấy nhé. Vừa nói Giang Yến vừa lôi kéo Cố Cẩn Xuyên ra ngoài. Cô nhìn theo bóng dáng bọn họ ra khỏi phòng học. Cánh tay thiếu nữ kéo thiếu niên, làn váy đồng phục học sinh tung bay trong gió, cực kỳ xinh đẹp. Khi đó cô chỉ biết cúi đầu, tiếp tục làm bài tập toán. Cô tự nhủ thầm với bản thân vô số lần, đừng hy vọng xa vời, đừng ước mơ viển vông. Mơ mộng là mơ mộng, thực tế là thực tế. Cô không giống với họ. Kỳ thi tuyển sinh đại học là lối thoát duy nhất của cô. Nhưng một khi đã rung động, thật sự rất khó lòng kìm nén. Tình yêu thầm lặng của tuổi trẻ tựa như dây leo quấn quanh trái tim cô, càng dãy giụa càng bị siết chặt. Giống như cô thích Cố Cẩn Xuyên, càng thích càng hèn mọn, càng hèn mọn càng không dám nhìn thẳng anh. Vì vậy cô bắt đầu lảng tránh anh. Nếu như không gặp nhau, không trò chuyện thì sẽ không tiếp tục mong mỏi. Tiểu Vân, đi chạy bộ không? Không đi. Vậy ăn cơm nha. Không đi. Khoảng thời gian sau đó, Cố Cẩn Xuyên cuối cùng đã nhận ra, bất đắc dĩ hỏi cô. Mình có đắc tội với cậu không vậy? Cô nhìn chim sẻ ngoài cửa sổ, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Không có, tại mình bận thôi, mình phải trở về làm đề. Thật ra dáng vẻ thoạt nhìn tươi tắn bình ổn đó của cô, phải dùng biết bao nhiêu đêm buồn tủi khóc lóc, rồi tự nhắc nhở bản thân phải duy trì tỉnh táo mới đổi lấy được. Không thể không thừa nhận, cô thật sự rất ghen tị. Ghen tị với tài năng thiên bẩm của họ, ghen tị với Giang Yến cùng anh lớn lên bên nhau, đồng thời nội tâm lại cảm thấy xấu hổ vì sự ghen tị của mình. Từ Sở Vân, mày có tốt đẹp gì đâu, sao còn dám sinh lòng ghen tị cơ chứ? Nhưng may mắn xiết bao, ngoại trừ chuyện tình cảm thì ông trời vẫn rất công bằng. Những nỗ lực của cô đã được đền đáp. Cô cố gắng từng bước leo lên phía trước. Cuối cùng, trong học kỳ cuối cùng của lớp 12, cô đã đứng thứ 9 của lớp, thứ 60 cả khối. Đây thực sự là một thành tích tốt. Cô nhìn lên bảng xếp hạng, khoảng cách chênh lệch với hạng nhất đã từ hơn 200 xuống thành 60. Mặc dù hai người bọn họ, một người ở trên đầu, một người lay lắt phía cuối của tờ giấy, thì đây cũng là tiến bộ rất lớn rồi. Cô vui mừng với kết quả của mình. Quay lại muốn chia sẻ nó với những người bạn học khác, thì cô thấy mọi người bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Cô cứ ngỡ bản thân đang dần đuổi kịp. Thế nhưng, thì ra trong khi vất vả xoay sở vươn lên, thì họ đã bắt đầu đoạn hành trình tiếp theo mất rồi. Kết cục đã sớm được viết xong xuôi, sẽ không thay đổi vì sự tác động của những điều nhỏ nhoi thế này. Đồng hồ báo thức reo không ngừng. Từ Sở Vân giật mình tỉnh lại, cười khổ vỗ đầu. Gần đây thực sự choáng váng đầu óc, cứ luôn nhớ lại về quá khứ. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân mình rằng lá thư mà cô muốn tìm ấy có thể chỉ là một lá thư tạm biệt bình thường thôi. Biết đâu tất cả mọi người trong lớp đều có. Từ Sở Vân điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, dốc lại tinh thần đi đến điểm hẹn. Đối tượng xem mắt của cô là một người đàn ông đeo kính, không cao, vẻ ngoài chỉ xem như là tạm ổn. Chỉ là anh ta vừa mới mở miệng đã dọa sợ cô. Anh ta dậm chân, ngậm điếu thuốc trong miệng, dùng giọng điệu thờ ơ nói: Tôi xem chương trình của cô rồi, cũng không tệ lắm. Nhưng mà sau khi kết hôn với tôi hy vọng cô có thể từ chức về chăm sóc gia đình. Nhà chúng tôi giàu có, không cần một người phụ nữ như cô phải ra ngoài kiếm tiền. Cô chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái và cha mẹ tôi là được. Từ Sở Vân nghe xong chỉ thấy nực cười, cũng thật sự bật cười tại chỗ. Cô đã phải đi một chặng đường dài đằng đẵng, chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ để có thể đứng được ở vị trí hiện tại. Hành trình vất vả khổ sở, bão táp mưa ra ấy, chỉ có cô biết. Bây giờ bảo cô từ bỏ tất cả về nhà quét dọn nấu cơm, còn khiến cô tức giận hơn là bị người ta sỉ nhục. Không cần phải tiếp tục trò chuyện với những người như thế này. Cô nói thẳng: Anh Trần, tôi thấy chúng ta không thích hợp đâu. Từ Sở Vân cầm túi sách chuẩn bị rời đi, ngẫm lại vẫn thấy bực nên quay người trở về. Anh Trần, thứ cho tôi nói thẳng, anh xem thường sự nghiệp của tôi cũng xem thường công ty của anh đấy. Đầu tư 10 lần đến 8 lần thì thua lỗ, sự nghiệp như thế chẳng thà vứt đi. Tưởng rằng cô không tìm hiểu trước với anh ta sao? Một kẻ như vậy mà cũng dám khinh thường cô. Lắc lư chỉ tay 5 ngón ra lệnh. Nghe thế anh ta sửng sốt, sau đó thẹn quá hóa giận đứng lên. Cái bụng nước lèo ban nãy không thấy phình ra. Cô là một người dẫn chương trình rẻ tiền, đọc theo kịch bản, còn tưởng rằng mình thật sự am hiểu tài chính à? Tôi là đầu tư mạo hiểm, cô thì hiểu cái quái gì? Từ Sở Vân vừa định mắng lại thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Vân. Từ Sở Vân quay đầu nhìn, thế mà lại là Cố Cẩn Xuyên. Anh đi đến ôm bả vai cô, mỉm cười yếu ớt. Tôi nghe thấy hai người hình như đang bàn chuyện đầu tư đúng không? Tôi cũng hiểu một chút, cho tôi tham gia với nhé. Tay phải của anh siết vai cô hiểu ý của Cố Cẩn Xuyên. Từ Sở Vân chỉ vào Trần Tín Nam. Anh Trần này vừa mới nói không ai am hiểu đầu tư và tài chính hơn anh ta. Cẩn Xuyên, cậu cũng là nhà đầu tư ha? Đến xem hai người ai giỏi hơn ai. Người đàn ông đối diện nhìn thấy Cố Cẩn Xuyên, lập tức biến sắc, vội vàng khom lưng xuống, đưa danh thiếp ra. Anh Cố, ngưỡng mộ ngài đã lâu. Cố Cẩn Xuyên nhìn danh thiếp đưa tới, không nhận mà chỉ đọc tên in trên đó lên. Đầu tư vốn Kim Thành. Chưa nghe bao giờ, tôi thấy chúng ta không cần bàn thêm nữa. Mặc dù cách trả đũa này hơi trẻ con, nhưng trong lòng cô vẫn thấy sảng khoái. Trần Tiến Nam lúng túng rụt tay lại, hụt hẫng ra về. Khi anh ta đi ra, cô không thể nín cười được nữa. Sự phối hợp ăn ý này của hai người bọn họ dường như đã phá vỡ chút lúng túng và xa cách trước đó. Cô trêu ghẹo anh nói, trước kia sao mình không phát hiện cậu cũng xấu bụng thế chứ? Cố Cẩn Xuyên gãi đầu rất vui vẻ. Có hả? Dáng vẻ vụng về của anh bây giờ khiến cô cảm thấy rất đáng yêu. Từ Sở Vân lẩm bẩm. Cố Cẩn Xuyên, chẳng lẽ cậu không có khuyết điểm sao? Anh nói, tại sao không chứ? Mình không phân loại được ngũ cốc nhưng mà cậu biết mà. Lời nói của anh khiến cho cô nhớ đến một kỷ niệm. Cô mỉm cười. Học kỳ cuối năm lớp 12, chuyến du xuân của lớp bọn họ là đi đến một trang trại. Một đám công tử đến nơi đó cảm thấy cái gì cũng mới lạ. Thấy heo chạy trên mặt đất, còn cảm thán trầm trồ. Chuyến hành trình này giống như là dẫn họ đến sân nhà của cô vậy. Cô dẫn theo họ đi bắt cua câu cá, chơi đùa vui vẻ. Cuối ngày cả đám mồ hôi đầm đìa nằm la liệt trên bờ ruộng. Gió xuân mang theo hơi thở của sự sống, lướt qua hai bên má cô, khiến cho người ta chỉ muốn nhắm mắt lại cảm nhận. Theo làn gió xuân có tiếng của Cố Cẩn Xuyên thầm thì. Từ Sở Vân, cậu hiểu biết nhiều quá. Anh nằm bên cạnh cô, hai bàn tay đan chéo trên đỉnh đầu, khóe miệng cong lên. Cô tự giễu. Mình đâu hiểu được bao nhiêu, mình chưa từng thấy biển, chưa từng thấy hẻm Grand Canyon, thậm chí còn chưa từng rời ra khỏi tỉnh. Ánh mắt Cố Cẩn Xuyên sáng lấp lánh, nhìn thẳng cô. Nhưng cậu đã gặp qua cánh đồng lúa mì, xem heo chạy, nhìn thấy bầu trời đầy sao. Cậu là tồn tại độc nhất vô nhị, cậu thật sự rất tuyệt vời. Đối diện với lời khen ngợi thẳng thắn như vậy, ánh mắt nóng bỏng như thế khiến cho cô hoảng hốt. Tiếng ồn ào của đám đông bị bỏ lại phía sau, dường như lại có gió thổi qua. Cô chớp hai mắt, có gì đó vừa khẽ khàng chạm đến sâu thẳm trái tim cô. Trở về hiện tại, cô lùi về phía sau một bước, hơi mất tự nhiên. Cậu không phải là nói muốn trở về thăm trường à? Sao vẫn còn ở thành phố B? Cố Cẩn Xuyên giống như nửa đùa nửa thật đáp. Cậu không về cùng với mình thì mình trở về làm gì chứ? Lời này của anh nói ra, trong lòng cô đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Anh có chút bối rối sờ tóc. Mấy ngày nữa các bạn học cũ sẽ tổ chức một buổi gặp mặt ở thành phố B, cậu có đi không? Từ Sở Vân cân nhắc hỏi. Giang Yến có đi không? Cố Cẩn Xuyên sửng sốt. Giang Yến, mình không hỏi. Trong đầu thoáng cái hiện lên gì đó, giọng điệu của anh bắt đầu trở nên nóng nảy. Mình cũng không biết cậu ấy có đi hay không, mình không liên lạc với cậu ấy. Cố Cẩn Xuyên nói xong còn bổ sung một câu. Mình và Giang Yến chỉ là bạn thôi, từ nhỏ đã vậy. Anh đang giải thích cho cô. Từ Sở Vân nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh, nhịn không được cười ra tiếng. Ừ, để mình sắp xếp nhé, mình rảnh mình sẽ đến. Kết quả là buổi tụ tập đó cô không đến được. Sau đó trong đài truyền hình có chuyến công tác thành phố A, Cố Cẩn Xuyên nói đùa với cô rằng anh vẫn luôn muốn trở về thăm, ai dè để cho cô về trước. Ngày thứ ba trở về thành phố A, Giang Yến và Cố Cẩn Xuyên lại hot trên mạng. Họ cùng nhau ăn tối rồi bị cánh nhà báo chụp ảnh. Tình yêu cuồng nhiệt của Cố Cẩn Xuyên Giang Yến. Tin tức trực tiếp phát triển quá nhanh, mới một đêm đã có lời đồn rằng hai bên đã gặp cha mẹ, chuẩn bị kết hôn. Mặc dù ban đầu tin tức chỉ giật tít từ những tấm ảnh mờ mờ ảo ảo, nhìn qua cứ như ai đó cố tình đăng lên vậy. Từ Sở Vân vừa đọc tin tức, chưa đến nửa tiếng thì Cố Cẩn Xuyên gọi điện cho cô. Điện thoại vừa kết nối, giọng của anh vang lên. Tiểu Vân. Ừ, mình đây. Tin tức không phải là sự thật, cậu phải tin mình. Ừ, mình tin. Ngày mai là cuối tuần, mình ở cửa lớp học của trung học chờ cậu. Được. Đã là thời gian nghỉ hè, nên trường học cũng không quản lý quá chặt chẽ. Cô chào hỏi bảo vệ xong thì tiến vào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Cố Cẩn Xuyên gọi, Từ Sở Vân bỗng có ảo giác rằng anh gọi đến vì cô. Trong lòng cô dường như đã sinh ra sự tin tưởng với anh, giống như leo lên bậc thang rất cao, đến khi leo tới đỉnh, trông thấy phong cảnh mình vẫn luôn ngắm nhìn, nhận thấy khung cảnh này so với tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Những nỗi sợ hãi xưa kia của cô đều tan thành mây khói. Đêm tháng 6, ánh trăng sáng chói chiếu rọi mái trường, khiến cô có cảm giác đây không phải đêm mà là ban ngày. Sách ở góc bàn bị gió thổi bay, bỗng dưng khiến cô nhớ đến lớp thể dục thể chất năm ấy. Anh đứng trên bục giảng bài, cô ngồi dưới lớp lặng lẽ nghe. Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến. Cố Cẩn Xuyên chạy tới nơi vẫn không ngừng thở dốc, nhưng sự chân thành trong mắt không thể giả vờ. Từ Sở Vân ngẩng mặt lên. Người cậu thích là mình, không phải Giang Yến đúng không? Dường như anh không nghĩ tới cô sẽ thẳng thắn như vậy. Là cậu, anh nói. Vẫn luôn là cậu, không có ai khác. Hình ảnh trên mạng là một bữa tiệc sinh viên, có rất nhiều bạn cùng lớp ở đó. Từ Sở Vân nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích của Cố Cẩn Xuyên, bước lên bậc thang bên cạnh hai bước, khi tầm mắt hơi cao hơn anh, ôm lấy mặt anh, ngăn lại mọi lời nói bằng cách hôn xuống. Môi Cố Cẩn Xuyên rất mềm, còn có mùi bạc hà nhàn nhạt thoảng qua. Mãi đến khi cô buông tay anh ra, anh mới lấy lại tinh thần rồi ôm cô vào lòng, thấp giọng gọi bên tai cô. Tiểu Vân, Tiểu Vân. Cánh tay anh dùng lực, vững vàng siết chặt lấy cô. Đáy lòng cô bỗng chốc cảm thấy kiên định chưa từng có. Năm 17 tuổi, chàng thiếu niên trong tiết giáo dục thể chất đó cầm phấn đứng trên bảng đen giảng bài cho cô. Sau 10 năm dài đằng đẵng tưởng chừng như trôi qua nửa đời, bây giờ nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên. Từ Sở Vân nhịn không được bật khóc. Giếng khô trong lòng đột nhiên chảy tràn, những tự ti và nhát gan trước kia toàn bộ không ngừng trào ra, sau đó hóa thành tro bụi. Hai người bọn họ đứng ngoài cửa lớp. Cô kể cho anh nghe những tình cảm thầm lặng mà cô đã luôn cất giấu trong tim mình. Từ Sở Vân cứ ngỡ mình đơn phương ngần ấy năm trời, hèn mọn xiết bao. Thì ra chàng thiếu niên cô yêu cũng yêu cô suốt những năm tháng cô tưởng mình với anh chỉ là bụi bặm. Hai người bọn họ tản bộ xung quanh khuôn viên trường một lúc, đến khi đi ngang qua phòng nhạc, cô chỉ vào cây đàn piano. Trong tiệc mừng năm mới, anh ở trên đó chơi đàn dương cầm, còn Giang Yến thì khiêu vũ bên cạnh. Anh không biết em hâm mộ bao nhiêu đâu. Cố Cẩn Xuyên xắn tay áo lên. Để bây giờ anh đàn cho em, chỉ đàn cho mình em. Từ Sở Vân nói thêm. Vậy anh phải vừa đàn vừa hát. Được thôi. Ngón tay Cố Cẩn Xuyên thon dài, đầu ngón tay thả trên phím đàn thanh thoát. Điệu nhạc đưa cô trở về năm 17 tuổi. Anh cất tiếng hát. Tôi chắc chắn rằng tôi đã nói yêu em hàng trăm năm trước đây. Từ Sở Vân nghe xong thì nhíu mày, ngắt lời anh. Chờ đã. Anh dừng lại, nhìn về phía cô. Sao vậy em? Từ Sở Vân nhìn anh một cách kỳ lạ. Trước kia không phát hiện ra thế mà Cố Cẩn Xuyên là tông điếc. Chơi đàn dương cầm hay như vậy, thế mà cất giọng hát lên thì không tài nào mà nghe nổi. Sự cảm động và vui sướng trong trái tim cô lập tức tan biến. Cô bước đến kéo anh lên. Bỏ đi, chúng mình về thôi. Vẻ mặt anh ngẩn ra. Không phải em bảo em tiếc nuối sao? Giờ em hết tiếc rồi. Bước ra khỏi trường, Từ Sở Vân nhớ lại chuyện lá thư. Anh bảo rằng anh viết cho em một lá thư đúng không? Lá thư tỏ tình hả? Cố Cẩn Xuyên gật đầu, thoải mái cười. Đúng vậy, đáng tiếc em không đọc được. Nhưng mà bây giờ cũng không còn cần nữa. Từ Sở Vân rất tiếc nuối, giá như cô tìm thấy lá thư ấy sớm hơn. Sau đó cô mở mạng xã hội, phát hiện sáng nay sau khi Cố Cẩn Xuyên đăng ký tài khoản mạng xã hội, đã đăng dòng trạng thái đầu tiên. Cố Cẩn Xuyên đăng: Người tôi thầm mến 10 năm, Từ Sở Vân. Cư dân mạng điên cuồng bình luận bên dưới. là Từ Sở Vân. Trời má ơi, tôi trèo nhầm thuyền. Từ Sở Vân tôi siêu thích luôn đó, người dẫn chương trình nữ giỏi nhất. Cố Cẩn Xuyên còn để lại một bình luận bên dưới. Bây giờ tôi sẽ thổ lộ. Lo lắng quá, hy vọng sẽ thành công. Ha ha ha, đừng lo lắng, mau mau xông lên đi. Hai người siêu xứng đôi, cặp đôi trời ban, sinh ra dành cho nhau. Ủa, vậy chuyện Giang Yến là sao? Sao lại có ảnh chụp đi ăn chung? Nhóm bạn cùng lớp trung học của cô cũng đăng ảnh giải thích. Đó là một bữa tiệc liên hoan của bạn cùng lớp, tôi làm chứng. Bạn học đó đính kèm ảnh chụp chung phía dưới. Trong ảnh có rất nhiều người, có cả Giang Yến và Cố Cẩn Xuyên. Bức ảnh này sau đó đã được các bạn trong lớp thay phiên chia sẻ. Tôi làm chứng, tôi làm chứng, tôi cũng làm chứng nữa. Các bạn cùng lớp cùng nhau chia sẻ, có luật sư, kiến trúc sư nổi tiếng, bác sĩ và nhân tài ở vô số các ngành công nghiệp khác. Trời đất, một lúc xuất hiện nhiều anh tài như vậy, đỉnh của chóp. Trong số những bài đăng chia sẻ, đột nhiên có một bài viết trạng thái khác hẳn. Cố Cẩn Xuyên, thằng nhóc cậu được lắm, thầm mến nhiều năm như vậy cũng không thèm nói. Bảo sao năm đó tôi mang bữa sáng cho Tiểu Vân, đều bị cậu lén ăn mất. Cái đồ tâm cơ. Người đăng thế mà là bạn cùng bàn trước kia của cô. Từ Sở Vân chỉ vào bình luận này và hỏi, anh ăn vụng bữa sáng mà người khác tặng em hả? Cố Cẩn Xuyên nhướng mày gật đầu. Đều bị anh ăn sạch rồi. Cậu ấy có tâm tư không tốt. Còn nói người khác có tâm tư không tốt, chẳng lẽ chính anh không có hay sao? Nhìn từng tin nhắn trong điện thoại di động, dáng vẻ bọn họ dần dần hiện lên trong đầu cô. Từ Sở Vân lướt xem, vậy mà không có Giang Yến. Đêm ở bên cô, Cố Cẩn Xuyên đăng trạng thái thứ hai của anh, giống như muốn chia sẻ niềm vui với cả thế giới. Cố Cẩn Xuyên nói, đã theo đuổi thành công. Cư dân mạng bị sự tương phản trong tính cách của anh thu hút, nhao nhao chúc mừng. Mà anh không có thời gian để trả lời cư dân mạng. 2 ngày cuối tuần hai người bọn họ hẹn hò, đi ăn đồ ăn nhẹ bên cạnh trường học. Nào là canh gà, gạo nếp gói dầu, còn có mì khô nóng và vịt hun khói. Cổng trường có một con phố ăn vặt rất dài, dòng người vào cuối tuần chen chúc đông đúc đến tắc cả đường. Cố Cẩn Xuyên chỉ vào một cửa hàng bán chân gà nướng. Ngày xưa anh từng thấy em ngồi trong quán này gặm chân gà. Anh còn nhìn thấy nữa hả? Từ Sở Vân cười cười. Khi đó em đang giảm cân, lượng thức ăn mỗi ngày đều phải tính toán cẩn thận. Đến cuối tuần em mới ra ngoài ăn một bữa. Chân gà nhà đó làm mềm nhũn, ngày nào cũng thèm. Ai ngờ cô lại bị anh bắt gặp. Anh nhớ khi đó em rất gầy mà, sao phải giảm cân? Từ Sở Vân mím môi. Trên đời này làm gì có tiêu chuẩn béo và gầy chứ. Cô không nói với anh, khi đó cô thực sự rất ngưỡng mộ Giang Yến. Ngưỡng mộ cô ấy có vóc dáng trời ban, ăn thế nào cũng không mập. Những tâm tư của tuổi trẻ đó, lúc này nhớ lại chỉ cảm thấy buồn cười. Công việc của Từ Sở Vân ở thành phố A vẫn chưa kết thúc, thì Cố Cẩn Xuyên đã phải trở về thành phố B. Tại sân bay, cô an ủi anh. 2 ngày nữa có một nhà ga mở cửa trở lại nè, đến lúc đó em xong việc sẽ về thành phố B với anh. Anh suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi. Là nhà ga HB ngày đó sao? Từ Sở Vân gật đầu. Đúng đó, hồi trước vì dịch bệnh, nên ngừng kinh doanh mấy năm, bây giờ mở cửa trở lại, phòng trường sẽ có rất nhiều người tới để tuyên truyền. Từ Sở Vân nhận thấy vẻ mặt Cố Cẩn Xuyên hơi khẩn trương, sau đó anh ôm chặt lấy cô. Cô sửng sốt, nhìn mọi người xung quanh, ngại ngùng. Sao thế? Giọng anh dầu dĩ. Không muốn xa em. Sau khi ở cùng Cố Cẩn Xuyên, cô mới phát hiện, có đôi khi anh giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng cần có người dỗ dành an ủi. Cô vuốt tóc anh nói, được rồi mà, muộn nhất 4 ngày là em sẽ về. Anh buông cô ra, trân trọng đặt một nụ hôn lên trán cô. Những đám mây đen âm u tản đi, ánh nắng mặt trời dần dần ló dạng. Từ Sở Vân ở lại thành phố A bận rộn nhiều ngày. Đến địa điểm cuối cùng thì không may gặp trời mưa to. Còn cả Giang Yến, hình như cô ấy gầy đi nhiều, nhưng người đẹp gầy yếu chỉ tăng thêm cảm giác nhu nhược yếu ớt như cành liễu, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Sau khi cắt băng khai trương, bên ngoài trời mưa lớn, tất cả mọi người tạm thời chưa rời đi được. Giang Yến đi tới chào hỏi cô. Chúc mừng hai người. Cảm ơn. Có vài chuyện tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể tìm ra dấu vết. Chẳng hạn như tại sao ảnh chụp lại được tung ra, tin tức là do ai chủ động lan truyền. Rất nhiều. Thế nhưng hiện tại cô không muốn so đo. Có thể cô ấy ở giới giải trí cũng có nhiều chuyện bất đắc dĩ, vậy nên mới làm như vậy. 12 giờ chiều mà bầu trời đã tối đen. Từ Sở Vân nhớ năm lớp 12 cũng có một trận mưa lớn, khiến cho toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố A sụp đổ. Khi đó muốn di chuyển còn phải dùng thuyền. Không biết khi nào mưa mới ngừng ha. Đừng giống như chúng ta của năm lớp 12, phải chèo thuyền kayak để ra ngoài. Giang Yến nghe thì sửng sốt, vẻ mặt có hơi rối rắm, sau đó mở miệng nói: "Từ Sở Vân, cậu không biết tôi ghen tị với cậu thế nào đâu." Từ Sở Vân nghe xong thì giật mình, ghen tị với cô ư? Ghen tị, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cậu. Tất cả mọi người đều để ý đến cảm xúc của cậu, sợ làm cậu tổn thương lòng tự trọng. Rõ ràng tôi mới là tâm điểm của họ cơ mà. Tôi so với cậu xinh đẹp hơn, gia thế tốt hơn, vòng quan hệ cũng rộng hơn. Hơn nữa cũng là tôi quen cậu ấy trước. Giang Yến nghẹn ngào. Nhưng tôi lại không tự chủ được mà thích cậu. Giống như mọi người thích sự cứng cỏi của cậu, thích sự nỗ lực của cậu. Tôi không thể không thừa nhận, cậu thật sự mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm. Từ Sở Vân nghe xong cảm thấy buồn cười. Đóa hồng kiều diễm trên cao thế mà lại hâm mộ luống cỏ mọc nơi đồng ruộng. Cô há hốc miệng, không biết phải nói gì. Giang Yến lấy ra một phong bì từ trong túi sách rồi đưa cho cô, bật khóc. Thật sự xin lỗi, Tiểu Vân. Từ Sở Vân nhận lấy, tên ghi trên mục người gửi là Cố Cẩn Xuyên. Đây là lá thư Cố Cẩn Xuyên viết cho cô năm đó. Năm đó khi tôi mượn vở ghi của cậu, đã nhìn thấy lá thư này, sau đó thì đem nó giấu đi. Thì ra là vậy. Từ Sở Vân mở lá thư, đọc cẩn thận từng dòng chữ viết tay nắn nót. Tiểu Vân, xin chào. Thấy chữ như thấy người. Bây giờ là năm 2015, tháng 6 ngày 18. Cẩn thận nhớ lại thì chúng ta đã quen nhau gần 2 năm. Xin tha thứ cho sự nhát gan của mình. Tới bây giờ mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng vẫn luôn giấu kín trong lòng, ngứa ngáy khó chịu. Mỗi lần mình muốn lấy hết can đảm để trò chuyện với cậu. Khi thấy cậu trả lời thì mình rất mừng rỡ. Thế nhưng khi thấy cậu lạnh nhạt, mình bỗng hoảng loạn và buồn bã vô cùng. Mình luôn lo lắng mình có phải đã làm gì không tốt, cho nên mới khiến cậu cứ luôn trốn tránh mình. Mũi cô chua xót, thì ra Cố Cẩn Xuyên đối với sự kiêu ngạo mà cô giả vờ dựng nên cũng sẽ chùn bước, cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà không dám tới gần. Mình từ nhỏ đã đạt được rất nhiều thành tựu, có được quá nhiều thì sẽ cực kỳ sợ mất đi. Dẫu cho mình cố gắng kìm nén bao nhiêu, thì thích một người chính là không có cách nào che giấu nổi. Đó là cảm xúc của con người. Mình luôn nhớ lại xem mình thích cậu từ khi nào. Hy vọng có thể từ trong ký ức tìm được lý do. Hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, cậu tô thêm màu sắc cho áo của mình. Cũng có thể là khi nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh lại kiên quyết của cậu. Hoặc có thể chỉ là một buổi chiều bình thường, khi cậu chậm rãi nhìn về phía mình, trong ánh mắt luôn tràn đầy ánh trăng trong trẻo, khiến cho mình liếc mắt một cái đã khó quên. Mình sẽ nghiêm túc nhìn trộm cậu khi cậu làm bài tập về nhà. Khi cậu rót nước sẽ giả vờ lơ đãng liếc cậu. Sẽ không kiềm chế được mà chú ý mọi hành động của cậu. Hy vọng có thể từ trong đó cẩn thận tìm xem có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu cũng có một chút thích mình hay không. Nhưng người khác nói khi thầm mến sẽ luôn mơ mộng rằng người ấy có ý với mình. Vậy nên mình sợ là tự bản thân mình đa tình rồi. Mình quá nhát gan, nội tâm mãnh liệt nhưng chỉ dám viết trên giấy. Hiện tại đang ở bước ngoặt của cuộc đời. Mình phải đi Mỹ du học. Trong thời gian học trung học cuối cùng này, mình hy vọng có thể dũng cảm một lần, điên cuồng một lần, có thể chính miệng nói ra tình yêu lớn lao trong lòng mình dành cho cậu. Nếu như cậu nhìn thấy lá thư này, thứ 6, lúc 6:30 tối, hãy đến nhà ga HB, mình chờ cậu. Chúc cậu luôn bình an vui vẻ. Năm 2015, tháng 6 ngày 18. Nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi trên giấy. Lá thư từ 8 năm trước mà cô luôn tiếc nuối, cuối cùng đã trở lại với cô. Ngoài trời vẫn đổ mưa không ngớt. Giang Yến ngồi đối diện cô mở miệng. Ngày 18 tháng 6 năm đó, thành phố A mưa to. Tối hôm ấy, tôi nhìn Cố Cẩn Xuyên đứng ở nơi này chờ cậu cả đêm. Tôi không biết có phải là ông trời an bài hay không, mà để cho 8 năm sau, tôi và cậu lần nữa trở lại nơi đây. Vậy nên tôi quyết định trả phong thư này cho cậu. Từ Sở Vân không ngừng nhớ về đêm đó. Khi ấy có phải là trong lòng anh vốn dĩ toàn là mong chờ háo hức, rồi lại trở nên thất vọng đau buồn, từ nhiệt tình phấn khởi đến khi tâm như tro tàn hay không. Trong khi cô nằm trên giường, cảm thán ngày hôm sau không biết có thể đi học hay không, thì có một thiếu niên không ngại mưa gió, một mình đứng trong mưa lạnh, chờ đợi cô suốt một đêm, đợi đến khi mặt trời mọc mới một mình lặng lẽ rời đi. Từ Sở Vân không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, đồng nghiệp lo lắng nhìn cô. Giờ đây cô không muốn che giấu tình cảm của mình. Cô nhớ đến lần trước, nghe cô nhắc đến nhà ga HB thì cảm xúc rối rắm đã xuất hiện trong mắt anh. Đây liệu rằng có phải là chấp niệm trong lòng anh nhiều năm như vậy hay không? Hễ nhắc đến sẽ đau đớn máu chảy đầm đìa. Từ Sở Vân lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho anh. Điện thoại được kết nối, cô nghẹn ngào gọi. Cố Cẩn Xuyên. Giọng nói lo lắng của anh truyền đến từ đầu dây bên kia. Sao em lại khóc? Đừng sợ, anh vừa xuống máy bay, bây giờ sẽ lập tức tới chỗ em. Từ Sở Vân lau nước mắt. Ừ, em chờ anh. Lần này cô nhất định sẽ không thất hứa nữa. Thành phố A mưa lớn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khách mời đến tham dự khai trương đã về hết. Đồng nghiệp của cô cũng bắt đầu rời đi. Cô đứng ở lối vào đường hầm dưới lòng đất, chờ đợi giấc mơ tuổi trẻ của cô xuất hiện. Bên ngoài trời đã tạnh, nhưng bốn phía vẫn có sương mù giăng. Người cô muốn chờ đã đến, từ trên bậc thang chạy xuống. Khoảnh khắc này cô không muốn làm cô nữ sinh cấp 3 tự ti năm nào nữa. Cũng không muốn làm người dẫn chương trình đoan trang tao nhã. Cho dù một giây sau mưa to khiến đất trời điên đảo đi nữa, thì giờ phút này đây, cô chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy Cố Cẩn Xuyên, là một Tiểu Vân chân chính trung thực với tình cảm của mình. Giữa đám đông nhộn nhịp, cô giang cánh tay của mình rồi chạy về phía anh. Những cảm xúc tích lũy bao năm qua giống như dòng thác lũ ào ào đổ xuống. Khoảng trống mà tuổi trẻ hai người bọn họ từng bỏ lỡ cuối cùng đã được lấp đầy. Trong mắt anh có sự kinh ngạc, có cả sự hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy cô. Cố Cẩn Xuyên nhẹ nhàng xoa lưng cô. Vừa rồi sấm sét có dọa em sợ không? Từ Sở Vân ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm. Không đâu, em không sợ. Sau này em cũng không sợ. Sự thay đổi của cô thực sự khiến cho anh bối rối. Thế rồi cô lấy lá thư ra. Anh nhìn qua sau đó cười. Bởi vì cái này sao? Từ Sở Vân gật đầu. Giang Yến đưa cho em. Cô tựa vào trong ngực anh và hỏi. Đêm đó có phải anh rất buồn không? Anh thấp giọng nói bên tai cô. Ừ, cực kỳ khổ sở. Nhưng bây giờ nhớ lại, anh chỉ cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Ngay cả dũng khí mở miệng thổ lộ với em cũng không có. Thầm mến không nên lưu lại tiếc nuối như vậy. Khi đó anh nên đứng trước mặt em, dũng cảm nói ra anh thích em. Cố Cẩn Xuyên cười nói. Nhưng mà may sao ông trời giúp đỡ, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau. Từ Sở Vân gật đầu. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn hai người bọn họ đã không bỏ lỡ nhau. Tương lai vẫn còn một chặng đường dài cùng nhau sải bước. Sau trận mưa lớn đó, Giang Yến đã đăng lên mạng xã hội, trịnh trọng xin lỗi hai người bọn họ vì những rắc rối mà cô đã mang đến cho hai người bọn họ trong suốt thời gian qua, cũng chỉ vì sự ích kỷ và ghen tị thời niên thiếu của mình. Giang Yến mất rất nhiều fan hâm mộ. Có người nói cô ấy quá xấu tính, chỉ thích làm tâm điểm sự chú ý. Lời lẽ khó nghe bao nhiêu, Giang Yến đều chấp nhận. Tuyên bố sẽ rời khỏi showbiz, đến nước Anh du học. Hai người bọn họ không phản hồi lời xin lỗi của cô ấy. Con người đều có hai mặt. Giang Yến đã giúp cô, cũng từng làm tổn thương cô. Cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn gặp phải những người như vậy. Chung quy con đường sau này khác nhau, không gặp gỡ là tốt nhất. Tháng 10, trùng hợp với lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường trung học cơ sở, Từ Sở Vân và Cố Cẩn Xuyên trở về trường cũ với tư cách là cựu học sinh xuất sắc. Các bạn cùng lớp từ khắp nơi trên cả nước cũng hẹn nhau trở về tụ họp. Trong lúc cô và Cố Cẩn Xuyên đi dạo quanh sân trường, cô gặp mấy nữ sinh mặc đồng phục. Thấy hai người bọn họ thì kích động xin chụp ảnh chung. Một cô bé rụt rè mở miệng. Chị ơi, em thật sự rất thích chị. Em cũng là học sinh đến từ xã huyện, thì đỗ mới có thể đến đây nhập học. Hai mắt cô bé chớp mặt sáng bừng, giống như ánh sao vậy. Cố Cẩn Xuyên nói cô bé rất giống cô năm đó. Cô bé kể, giáo viên kể chúng em nghe thành tích lịch sử của chị, bảo rằng chị từ xếp hạng rất thấp, không ngừng cố gắng và nỗ lực mà vươn lên hạng 2 cả khối. Em rất khâm phục chị là thần tượng của em. Từ Sở Vân sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Cảm ơn em. Từ Sở Vân năm 17 tuổi ấy, chắc chắn không thể nào tưởng tượng sẽ có một ngày bản thân trở thành hình mẫu cho người khác học tập. Cố Cẩn Xuyên cười nói. Em xem, có phải rất giống một Từ Sở Vân khác không nè? Từ Sở Vân cười không đáp. Ánh nắng chiếu xuống trang đầu tiên của cuốn sách giáo khoa mà cô bé nữ sinh cầm trong tay. Kỷ niệm ngày xưa bỗng chốc ùa về. Cô cảm thấy đây chính là ý nghĩa cho sự nỗ lực của tuổi trẻ, từng bước phấn đấu trở thành một người tốt hơn. Cứ tự tin bước đi, nếu đủ nắng thì hoa sẽ nở. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình thú vị và hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.